Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta sẵn sàng là vào ạ. Amen. Chúng ta sẽ mở Kinh Thánh Phi ra gì đoạn 1, từ câu 3. Amen. Đến câu số 11. Phi ra chuyện đoạn 1, từ câu 3 đến câu số 11. Bởi thần năng Ngài ban cho chúng ta mọi điều cần để sống và sống vinh chính. Qua sự nhận biết Ngài là Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân từ Ngài. Qua những điều này, Ngài ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và quý báu. Bởi đó anh chị em có thể thoát khỏi dục vọng hư hoại của thế gian mà được giữ phần vào bảo tánh của Chúa Trời. Vì chính lý do này, hãy hết sức thêm cho đức tin anh chị em nhân từ, thêm cho nhân từ hiểu biết, thêm cho hiểu biết tiết chế, thêm cho tiết chế kiên trì, thêm cho kiên trì tin kính, thêm cho tin kính tình huynh đệ, thêm cho tình huynh đệ tình yêu thương. Vì nếu anh chị em có những điều này và càng gia tăng thì sẽ không sợ mình vô hiệu năng và không kết quả trong sự hiểu biết Chúa của thế Giêsu Chúa chúng ta. Nhưng nếu ai thiếu những điều đó sẽ thành người cận thị và mù loà, người ấy quên rằng mình đã được làm sạch khỏi tội lỗi cũ. Và đó hỏi anh chị em, hãy làm hết sức để khiến sự kêu gọi và chọn lựa của anh chị em được chắc chắn. Vì nếu anh chị em làm như thế, anh chị em sẽ chẳng bao giờ bị vấp ngã. Giờ thế con đường vào nước đời đời của Chúa Thế Giêsu Chúa chúng ta sẽ được rộng mở tiếp đón anh chị em. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Tôi xin cầu. Chúa Thánh Linh yêu quý của chúng con, Ngài đã cảm động tôi tớ của Chúa để viết ra lời của Đức Chúa Trời. Và lời của Ngài là sống động, lời của Ngài là thần linh và sự sống cho mỗi một đời sống của chúng con. Nguyện lời của Ngài đến trên tấm lòng của chúng con. Thật sự chúng con nghe, hiểu biết và chúng con thực hành lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì lời của Ngài đến, chúng con có đức tin. Và đức tin thì chúng con biết chắc, chúng con dám làm. Bởi vì lời hứa của Ngài là vĩ đại, lời hứa của Ngài là thành tín, luôn luôn ứng nghiệm khi chúng con thi hành lời của Ngài. Đã ơn Chúa, nên cho Đức Chúa dạy dỗ hậu thánh của Ngài chúng mình con, để ai nấy đều ở trong lời của Đức Chúa Trời. Còn cảm ơn Ngài, con dân thì giờ trọng thể này trong tay của Thánh Linh. Nguyện Thánh Linh giải nhất từ bây đầu đến giờ cuối. Chúng con hiệp lòng và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có một người cha thật là tuyệt vời. Amen. Amen. Người cha yêu thương chúng ta. Amen. Và chúng ta cũng nhớ đến là câu chuyện mà Chúa Giêsu của chúng ta kể lại trong Luca 15. Đó là một người cha luôn luôn trông đợi con mình trở về. Người cha nó không thể ngủ yên, không thể yên lòng được khi con mình chưa trở về nhà. Luôn luôn ngắm trông, chờ đợi và chuẩn bị sẵn sàng khi nó về nhà thì phải làm gì. Đây là một người cha vô cùng tuyệt vời, vô cùng tốt lành đối với người con lang thang và bỏ nhà ra đi. Chúng ta cũng biết thế giới này là con của Đức Chúa Trời, nhưng mà trở thành những người con hoang đường, không biết cha mình, không biết nhà để mà trở về. Nên Chúa sai cũng rất là nhiều người tiên tri của Đức Chúa Trời kêu gọi họ trở lại. Và sau đó Chúa Giêsu đến để rồi kêu gọi con người trở lại với Đức Chúa Trời. Và sau đó thì Ngài dùng hội thánh để trở thành những người đem lại sự hòa giải giữa con người với Đức Chúa Trời. Và cảm ơn Chúa, chúng ta đã trở thành con của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết ơn Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài là người cha đời đời, là Chúa bình an của chúng ta. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Điều thứ nhất là bởi thần năng Ngài ban cho chúng ta mọi điều để sống và sống tin kính. Qua sự nhận biết Ngài là Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và sự nhân từ Ngài. Thứ nhất là bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Amen. Bởi Thánh Linh cảm động
bởi Thánh Linh của Chúa cao trách tội lỗi của chúng ta. Và chúng ta nhận biết cái sự kêu gọi mà Đức Chúa Trời ban cho đời sống của chúng ta. Amen. Amen. Chúng ta nhớ rằng tất cả các tôi tớ của Chúa, những người truyền giáo, là những người giảng về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Như Phao-lô, ông nói tôi không biết điều gì khác ngoài Chúa Giê-xu Christ và Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Như vậy, truyền giảng cho những người chưa biết Chúa là Chúa Giê-xu Christ và Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Và giảng bằng quyền năng của Đức Thánh Linh chứ không phải giảng theo sự khôn ngoan của mình. Amen. Amen. Nên bởi quyền năng cảm động qua những lời giảng dạy của nhiều con người, và nhiều người đã được cứu, nhiều người bởi Thánh Linh cảm động, nhiều người bởi Thánh Linh cáo trách tội lỗi, họ không chịu nổi và họ phải chạy đến với Chúa để được tha thứ, để được cứu rỗi, để được sự sống đời đời. Đây nó lên tình yêu của Cha đối với chúng ta. Amen. 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 Như vậy thì chúng ta biết được sự kêu gọi và chúng ta bước vào sự kêu gọi của Chúa bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Bởi vì quyền năng Thánh Linh của Ngài tác động trên đời sống chúng ta, chứ không phải chúng ta giỏi giang hay là hiểu biết khôn ngoan gì đó. Amen. Hay là chúng ta làm tốt mà chúng ta trở thành những người bước vào sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Và Ngài nói rằng là bởi thần năng Ngài ban cho chúng ta mọi điều cần để sống và sống tiến thức. Chúng ta sống là bởi quyền năng của Ngài. Amen. Amen. Chúng ta biết được rằng là chúng ta đang ở trong luật của Thánh Linh sự sống, giải thoát tôi ra khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Nên Thánh Linh của Đức Chúa Trời là sông nước hằng sống. Amen. Và khi Thánh Linh cảm động chúng ta bởi quyền năng của Ngài thì chúng ta có một cái đời sống, có một cái sự sống bảo mà để cần để sống và sống tin kính. Amen. Chúng ta khi có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài tái sinh chúng ta được sinh ra thì đứa trẻ đó thật sự được sống bảo mà sinh ra và sống. Nhiều đứa trẻ sinh ra thì không có hơi thở và chết đi, nhưng mà một đứa trẻ phục linh sinh ra là đứa trẻ đó sống. Amen. Bởi sự sống của Thánh Linh Đức Chúa Trời và sống tin kính. Đây là điều mà vô cùng quan trọng đối với mỗi đời sống của chúng ta. Chúng ta đã được sống rồi và chúng ta có sống tin kính. Tin kính là như thế nào? Chúng ta nhớ Sacheri đoạn 1 câu 6 không ạ? Cái đó là con trai hiếu kính cha mình, đầy tớ thì tôn kính chủ. Nếu ta là cha thì sự hiếu kính của ta ở đâu? Nếu ta là chủ thì sự tôn kính của ta ở đâu? Chúa đòi hỏi những con người của Đức Chúa Trời phải có sự tin kính. Amen. Chúng ta tin Đức Chúa Trời, chúng ta được làm con của Đức Chúa Trời. Chúng ta tin Chúa Giêsu Christ được làm con của Ngài và chúng ta được sinh ra bởi Đức Chúa Trời. Mà đã được sinh ra rồi, chúng ta được Thánh Linh của Chúa nuôi dưỡng chúng ta mỗi ngày trưởng thành. Và chúng ta cần phải có sự tin kính. Amen. Chúng ta phải tôn kính Chúa, chúng ta phải kính trọng Chúa. Chúng ta tôn trọng cha mình như thế nào, chúng ta phải tôn trọng Chúa còn hơn thế nữa. Và một người hiếu kính cha mình thì người ấy sẽ hiếu kính cha trên trời. Amen. Thường là như vậy, một người hiếu kính cha mẹ thì phải hiếu kính cha trên trời, bởi vì người ấy có một cái tấm lòng hiếu kính. Mà hiếu kính thì sao? Sẵn sàng sống một đời sống phục vụ, sống một đời sống yêu thương, sống một cái đời sống mà không làm cho cha của mình bị tổn hại. Amen. Nên đời sống tin kính là một cái đời sống mà chúng ta phải là những con người nhìn vào Chúa Giêsu, hãy có tâm tình như Chúa Giêsu đã có. Bởi vì Chúa Giêsu tin kính Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu Ngài không nắm giữ địa vị của mình, rồi Ngài từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và ra đây giống như loài người, Ngài hạ mình xuống như một người, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Một đời sống tin kính
là một đời sống làm theo lời dạy của Đức Chúa Trời. Amen. Làm theo lời dạy của Đức Chúa Trời. Và cái điều thứ tư mà Chúa Giêsu có một cái tâm tình tuyệt vời, đó là vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Nếu cha của chúng ta muốn chúng ta chết thì chúng ta sẵn sàng chết không? Nếu cha chúng ta dạy dỗ điều gì đó thì chúng ta cũng sẵn sàng vâng phục. Amen. Abraham của chúng ta là người tổ phụ của đức tin. Khi Đức Chúa Trời bảo ông hãy dâng Isaac làm của lễ thiêu thì ông quyết định vâng phục. Amen. Đem con mình đem tuổi theo và dẫn đi núi Moria để làm tế lễ cho Đức Chúa Trời. Và ở đây cái thánh viên là Đức Chúa Trời thử Abraham. Abraham không biết đâu, chúng ta thì biết rõ bởi vì chúng ta có kinh thánh không ạ. Nhưng lúc đó Đức Chúa Trời phán với Abraham thì không có ghi rằng là Đức Chúa Trời thử Abraham. Nếu mà thử rồi thì ông vâng phục thì nó không có gọi là có một cái sức mạnh mẽ không ạ, bằng đức tin của mình. Nhưng mà cảm ơn Chúa, ông đã làm con một của mình, 100 tuổi mà có đứa con trai, và con đó là con của lời hứa mà Đức Chúa Trời hứa vàng. Nhưng mà ông vẫn vâng phục dâng con của mình cho Đức Chúa Trời. Amen. Đó là một cái tấm lòng vâng phục như Chúa Yêu Thế Giêsu của chúng ta. Ngài vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Nên có sự tin kính là điều vô cùng quan trọng trên cuộc đời của chúng ta. Amen. Nếu chúng ta tin kính Chúa, chúng ta kính sợ Chúa, thì chúng ta kính sợ lời của Đức Chúa Trời dạy dỗ chúng ta. Amen. Những gì Ngài nói là đừng là chúng ta không làm. Amen. Amen. Những gì Chúa nói là hãy thì chúng ta hãy làm. Đó là những mệnh lệnh mà Chúa ban cho chúng ta. Trong Kinh Thánh là có những câu là hãy đừng nên chớ đó, hãy thì làm, đừng để ngưng, nên thì làm, chớ thì đừng có làm. Amen. Amen. Đó là vấn đề mà chúng ta cần Amen. Phải hiểu. Qua sự nhận biết Ngài là Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân từ Ngài. Chúa kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân từ Ngài. Chúng ta biết được cái vinh quang là gì không? Vinh quang tức là gọi là vinh hiển, là vinh hiển. Đó là cái tiếng tốt, cái tiếng mà con người họ ca ngợi. Không à, con người họ ca ngợi. À, một người làm chức quyền lớn ở trong một xã hội thì gia đình của họ cũng hưởng cái vinh quang đó. Đó là được ca ngợi, được nể nang và không ai dám đụng tới. Và chúng ta biết là vinh quang của Đức Chúa Trời, chẳng hạn như là Ngài làm sấm sét, Ngài làm mây đen mịt, rồi sự chiếu sáng của Ngài. Như vậy trên núi Sinai có gọi là vinh quang của Đức Chúa Trời bày tỏ. Nó là cái quyền năng của Chúa. Khi chúng ta được kêu gọi là bởi quyền năng. Amen. Những gì mà Chúa làm để chúng ta được vinh quang là bởi quyền năng của Ngài. Những hiện tượng mà Chúa bày tỏ qua đời sống của chúng ta làm cho chúng ta được biến đổi, làm cho chúng ta được chữa lành, hay là nhiều điều nó sẽ xảy ra như một phép lạ. Đó là bày tỏ vinh quang của Ngài trên đời sống chúng ta. Khi chúng ta bị cấm trớt tội lỗi, chúng ta bị thánh linh tác động, phải không ạ? Chúng ta trở thành một người con rất là ngoan ngoãn để đến nhận lãnh cái sự kêu gọi từ Đức Chúa Trời. Đó là sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Cái sự nhân từ nó là cái sự tốt lành của Chúa. Amen. Nó là cái sự tốt lành của Chúa. Chúa luôn luôn là tốt lành. Chúa là nhân từ, thương xót, cảm nhận và giàu ơn. Hai đổi ý sự tai vạ. Và Chúa đổi ý tai vạ nhưng mà ai kêu gọi chúng ta. Amen. Amen. Nhưng Phao-lô ông nói rằng là Ngài lấy ân điển gọi tôi. Ngài lấy ân điển gọi tôi. Có nghĩa là Ngài không hành phạt những cái tội lỗi của Sa-lô. Nhưng mà Ngài lấy ân điển gọi tôi. Có nghĩa là cái sự cứu rỗi của Chúa, cái sự ban cho của Chúa. Tất cả những gì trong Chúa Giê-xu và những gì kèm theo với Chúa Giê-xu thì được ban cho ông hoàn toàn để kêu gọi ông bước vào trong chức vụ để mà phục vụ Đức Chúa Trời. Đây chúng ta cảm ơn Chúa. Câu số 4 nói rằng qua những điều này Ngài đã ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và quý báu. Và đó anh chị em có thể thoát khỏi dục vọng hư hoại của thế gian và được
giữ phần vào bản tánh của Đức Chúa Trời. Điều thứ hai là những lời hứa lớn lao mà Ngài ban cho chúng ta. Amen. Và cái lời hứa đó là cái lời hứa như thế nào mà chúng ta có thể ra khỏi sự hư hoại của thế gian và bước vào bản tính của Đức Chúa Trời. Amen. Giữ phần vào bản tính của Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc Kinh Thánh thì chúng ta thấy, đọc qua chúng ta thấy bình thường phải không? Nhưng mà chúng ta hiểu rằng là cái sự hư hoại của thế gian, mà trong Cơ Thi đoạn 5 thì câu 19 đến 21 nói là dân dân ô uế luôn tường thờ hình tượng, phù phép thù ác, tranh đấu ghen ghét, buồn giận, cãi lại bất bình, bài đảng canh cửa say sưa mê uống, cùng các việc khác giống như vậy. Tôi nói anh em ai phạm những điều thế ấy thì không hưởng được nước của Đức Chúa Trời. Và rất là nhiều điều mà không nói hết, cùng những công việc giống như vậy đó, tức là rất là nhiều thứ nó về dục vọng của con người, sống trong sự bại hoại của con người, sống trong sự gian ác của con người, thì lời của Đức Chúa Trời, lời hứa của Đức Chúa Trời cứu chúng ta ra khỏi cái sự bại hoại đó. Amen. Có phải ngày hôm nay một thánh của Chúa đó ra khỏi sự chè đó đúng không? Đó là cái sự bại hoại của thế gian này, ra khỏi cái sự tham dục đúng không, ra khỏi cái tài giống, ra khỏi cái dục vọng của con người ham muốn những gì thuộc về sắc thì chúng ta ra khỏi chưa? Bởi lời của Đức Chúa Trời, bởi lời hứa của Đức Chúa Trời, bởi vì lời hứa của Ngài tốt hơn những gì mà chúng ta ham muốn trong xác thịt. Lời hứa của Đức Chúa Trời nó tốt hơn những gì mà xác thịt đòi hỏi. Chúng ta nhớ trong Khải Huyền đoạn 17 nói về Babylon lớn, Babylon lớn. Và chúng ta có hiểu được Babylon là cái gì? Mà khi mà Babylon nó sụp đổ rồi thì những thương gia phải khóc, bởi vì không còn buôn bán được nữa, phải không ạ? À? Như vậy Babylon là nó thu nhập những cái gì thuộc về dục vọng, phải không ạ? À? Nào là áo quần, nào là đồ ăn, nào là những cái thứ của quý giá, ngà voi, rồi mọi cái thứ đồ cổ rồi, phải không ạ? À? Có người là bán cả linh hồn của mình đó để mà có thể có được đáp ứng cho cái dục vọng của mình. Nên Babylon nói về dục vọng. Mà khi Babylon sụp đổ thì các thương gia, tức là những nhà sản xuất để đáp ứng cho dục vọng của con người, phải khóc bởi vì không còn buôn bán được nữa. Amen. Nên như vậy thì tất cả những cái tham dục của thế gian này, qua những điều này Ngài ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và quý báu, bởi đó anh chị em có thể thoát khỏi dục vọng hư hoại của thế gian. Chúng ta biết được là sang cái đoạn 6 thì con người trở nên gian ác, tội lỗi đầy dẫy, bởi vì họ theo sự dục vọng hư hoại. Đến cái thời điểm có nghĩa là tội lỗi đầy trọn nên sinh ra sự chết, phải không ạ? Nên Đức Chúa Trời phải quyết định hủy diệt con người bằng đại hồng thủy, bởi vì dục vọng hư hoại của họ nếu để dài hơn nữa thì đã kinh khủng vô cùng. Nên Chúa phải giải quyết bằng trận đại hồng thủy để tiêu diệt những con người sống trong hư hoại dục vọng. Chúa hủy diệt Sodom và Gomorrah bởi vì họ ở trong dục vọng hư hoại, trở thành những con người đồng tính với ai. Cả một thành phố, cả hai thành phố đó, Sodom và Gomorrah rất là kinh khủng. Và chúng ta cũng tin chắc rằng ngày hôm nay mà chúng ta cũng thấy những cái tai họa xảy đến cho những nơi mà đồng tính riêng ai đầy tràn, sẽ có những cái hậu quả bởi vì sắp thì ra đây sự chết. Amen. Như vậy bởi lời hứa của Chúa, và lời hứa của Chúa là vô cùng tuyệt vời, và chúng ta phải bỏ đi những gì có dục vọng của xác thịt, nó hư hoại, làm cho đời sống chúng ta hư hoại. Chúng ta nhớ là đọc 6:12 của sáng thế ký là xác thịt làm cho loài người bại hoại không? Xác thịt làm cho loài người bại hoại. Như vậy thì lời hứa của Đức Chúa Trời là chúng ta đồng chết với Chúa Giêsu, đồng chôn với Chúa Giêsu và đồng sống lại với Chúa Giêsu, một con người mới. Mọi sự cũ đã qua đi, này mọi sự được trở nên mới. Amen. Như vậy thì xác thịt chúng ta đã được đồng hình với Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá rồi. Con người tội lỗi đã bị tiêu diệt đi rồi. Amen. Chúng ta không sống với con người cũ đâu nữa.
Đó là những lời hứa bày tỏ cho chúng ta rất rõ ràng. Bây giờ chúng ta sống ở Đức Thánh Linh, bây giờ chúng ta trở thành đền thờ của Đức Thánh Linh và Thánh Linh ngự trong chúng ta. Và chúng ta phải đồng hành với Đức Thánh Linh mỗi ngày. Đây là lời hứa lớn lao vô cùng. Amen. Đồng hành với Vua Thiên Đàng, đồng hành với một Đức Chúa Trời toàn năng, thì chúng ta nghĩ sao? Có vui sướng không? Lời hứa này có lớn lao không? Hay là chúng ta thấy rằng là sống trong xác thịt sướng hơn? Cảm ơn Chúa, qua những điều này Ngài đã ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và quý báu. Và đó chúng ta có thể thoát khỏi dục vọng hư hỏi của thế gian. Amen. Hãy thoát khỏi, nếu còn điều nào thì chúng ta phải thanh tẩy nó. Hãy đầy dẫy lời của Đức Chúa Trời. Hãy đầy dẫy lời của Đức Chúa Trời. Lời nào mà đáp ứng thế chỗ trong cái chỗ mà xác thịt hư hỏi đó, chúng ta hãy đặt để tìm kiếm lời của Ngài chiếm chỗ đó. Amen. Để rồi xác thịt không còn cơ hội nữa, xác thịt không còn làm chủ cuộc đời của chúng ta nữa, mà chúng ta sống theo Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Và điều thứ hai ở đây đó là mà được giữ phần vào bản tính của Đức Chúa Trời. Được giữ phần vào bản tính của Đức Chúa Trời. Chúng ta tại sao mà phải được giữ phần vào bản tính của Đức Chúa Trời? Giữ phần vào bản tính của Đức Chúa Trời có tốt không? Chắc chắn là tốt đúng không? Nhưng mà tại sao chúng ta phải giữ phần vào bản tính của Đức Chúa Trời? Nó là con sống như vậy được rồi. Thì con của Đức Chúa Trời. Amen. Bởi vì con thì phải giống cha, chứ không thể nào giống ai khác. Không thể nào mà để Chúa Giêsu nói rằng là các ngươi giống cha mình là ma quỷ. Không thể như vậy được. Amen. Bởi vì người ta dầm thấm trong tội lỗi, dầm thấm trong cái bản tính của ma quỷ, và họ trở nên giống cha mình là ma quỷ. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải giống cha của chúng ta. Amen. Là Đức Chúa Trời. Amen. À, chúng ta thấy là Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời tốt lành, vô cùng tốt lành. Ngài tốt lành với Abraham, Ngài tốt lành với Noe, rồi Isaac, Jacob, rồi Ngài tốt lành với Israel, và tất cả những lời dạy của Ngài trong lời cựu ước, Ngài luôn luôn là Đức Chúa Trời tốt lành. Amen. Phải vậy không? Ngài là Đức Chúa Trời tốt lành. Và Chúa muốn chúng ta giữ phần vào cái bản tính tốt lành của Chúa. Chúa là người tốt, chúng ta phải là người tốt. Amen. Bởi vì chúng ta ra khỏi cái dục vọng hư hoại của thế gian này rồi. Amen. Chúng ta phải trang bị, chúng ta không có để trống được. Đúng không ạ? Chúng ta để trống thì sao? Ma quỷ nó có thể dẫn thêm bảy quỷ dữ nữa đấy. Tâm lòng của chúng ta đã được thanh tẩy rồi nữa, là khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu thì chúng ta phải có lời của Đức Chúa Trời, và lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ tràn ngập vào đời sống của mình. Amen. Để chúng ta trở thành những con người có bản tính của Đức Chúa Trời. Phải vậy không? Khi chúng ta có lời của Đức Chúa Trời, chúng ta làm theo lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta có bản tính của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta có cái bản tính ganh tị, chúng ta nên giữ hay là chúng ta bỏ đi? Bỏ. Phải bỏ đi. Amen. Mà cái tính ganh tị nó dễ dàng trỗi dậy. Bởi vì sao? Thấy người khác hơn mình chút là không chịu được. Phải không? Thấy người khác nổi tiếng hơn, thấy người khác giàu hơn, thấy người khác đẹp hơn gì đó, thì cái bản tính ganh tị nó hay bày tỏ ra. Mà khi nó bày tỏ ra là sao? Chặt đẹp. Amen. Amen. Chị em nhớ không ạ? Khi nó bày tỏ những gì trong mình sắp thì sao hãy chặt đẹp. Amen. Đừng để cho nó ở trong đời sống chúng ta. Bởi vì con chuồng nhỏ nó phá hoại chuồng nhỏ. Amen. Có một câu lỗi nhỏ thôi, những gì có sắc thì chúng ta chừa lại, nó sẽ phá hoại cuộc đời của con. Nhiều lúc chúng ta không hay biết luôn, nó bày tỏ ra mà chúng ta không hề hay biết, và chúng ta lại mất đi cái giá trị, mất đi cái tiếng tốt của mình. Amen. Danh tiếng tốt hơn là dầu quý giá, danh tiếng tốt hơn là tiền của nhiều. Amen. Amen. Phải giống Chúa. Amen. 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 Chúng ta sẵn sàng giống cha mình không ạ? Amen. Tôi nói những người mà giống cha là vô cùng tuyệt. Trong đất nước chúng ta và bây giờ cả thế giới đang ồn ào về việc của Thánh Linh tuệ. Phải không? Đất nước của chúng ta thật sự những ngày trôi qua thật sự là tham nhũng, tham ô, tham lam, và cứ ra tòa liên tục, ông lớn người nhỏ. Nên dân chúng thì họ thấy cũng ngao ngán, phải không ạ? Ngao ngán cái sự tham dục.
tham ô, tham tiền bạc, tham này tham kia, lo cho thế, cho xác thịt, cho đời sống của họ, cho thế nhân. Nhưng mà bây giờ có một người không tham, đứng lên mà đi vòng cả đất nước, sẵn sàng từ bỏ, không à, sẵn sàng chịu khổ chịu đựng, không chấp nhận cái thứ gì. Nên dân chúng bắt đầu họ đổ xô đến, họ đổ xô ra đường, họ đổ xô đến để nhìn thấy con người đó. Chúng ta thấy điều đó không? Họ khao khát tâm linh, họ muốn tìm kiếm một cái điều gì đó, họ muốn tìm kiếm một mục đích. Và thật sự thì họ rất là mơ hồ về tương lai. Họ có lòng tốt đúng không? Họ sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi sự. Mà nhiều người cũng sẵn sàng đi theo thầy, có người cũng chết luôn. Nhưng mà họ không có mục đích rõ ràng. Còn chúng ta, chúng ta có một người cha vô cùng tuyệt vời. Và Chúa nói rằng là ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được lên cùng trời. Amen. Nên Chúa Giêsu là chân lý. Và ngày xưa Chúa Giêsu cũng đã từng đi từ nơi này đến nơi khác, từ làng này đến làng khác, từ thành này đến thành khác, để làm gì? Chữa lành, giải cứu. Amen. Và đem những con người ở trong sự nô lệ của Satan đó về với Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Trở lại một con người tự do hoàn toàn. Nên chương trình của Ngài là chương trình cứu rỗi, chương trình của Ngài là chương trình hoạch định đời đời, để rồi tất cả những người thuộc về Satan nô lệ cho Satan trở thành con của Đức Chúa Trời và giống Đức Chúa Trời trở lại, đó là con của Đức Chúa Trời. Amen. 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 Chúng ta cũng mong muốn là tất cả những người trong thế gian này biết Chúa, là Chúa muốn mọi người được cứu. Amen. Hiểu biết lẽ thật. Amen. Chứ không phải mơ hồ và cũng không giúp đỡ được cái gì. Ngài thích nó cái gọi là thi, gọi là quy y rồi tu mà nó xong rồi mới về báo hiếu với cha mẹ. Sống thì không báo được, nhưng mà chết đi thì có báo được không? Vì điều đó chúng ta biết rõ. Nên chúng ta nhớ rằng hiếu kính cha mẹ chúng ta trong lúc này. Amen. Nhớ đến người cha của chúng ta trong lúc này, trong lúc chúng ta còn sống. Bởi vì lời Chúa nói rằng là khi chúng ta chết rồi, chúng ta không có thể phục vụ họ được đâu. Amen. Người chết như ông phủ không trở về nhà để phục vụ người nhà của mình. Amen. Từ lên thiên đàng, đây cũng không thể trở về nhà để phục vụ. Amen. Nhưng mà lúc còn sống là chúng ta hiếu kính cha mẹ. Amen. Chúng ta hiếu kính Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta nhớ đến người thầy của mình là người dẫn dắt cuộc sống của mình. Amen. Amen. Chúng ta đừng có đi xa quá, nhiều lúc chúng ta mơ hồ quá, chúng ta không có mục đích, chúng ta không có cái điểm để chúng ta nhắm mà đến. Amen. Nên hôm nay là cái ngày của cha. Chúng ta phải nhớ đến người cha. Amen. Trên trời của chúng ta, chúng ta nhớ đến người cha thuộc linh của chúng ta. Amen. Và chúng ta cũng nhớ đến người cha sinh ra chúng ta là người cha xác thịt của chúng ta. Amen. Amen. Chúng ta phải làm trọn điều này. Nếu mà người tin kính Chúa, có bản tính của Chúa, thì người ấy sẽ làm trọn mọi điều. Chứ không bỏ qua điều nào đâu. Amen. Bởi vì người đó có thánh linh của Đức Chúa Trời thì giúp đỡ, thì người đó có thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Thánh linh dạy dắt. Mà khi chúng ta làm theo sự dạy dắt của Đức Thánh Linh thì chúng ta đã làm trọn luật pháp. Tình yêu thương làm trọn luật pháp. Amen. Cảm ơn Chúa. Như vậy thì dự phần vào bản tính của Đức Chúa Trời là điều không thể thiếu được. Không thể tôi trở thành một người trong hậu thánh của Chúa, tôi trở nên một nhân sự, tôi trở nên một cái người gọi là cơ đốc nhân. Người ta thường nói như vậy đó. Mà không có bản tính của Đức Chúa Trời, đi ra ngoài đường, đối diện với người khác, ở trong hậu thánh, ở trong nhà, mà không có bản tính của Đức Chúa Trời, thì chúng ta không biết là chúng ta là con của ai rồi. Đó mà. Nên chúng ta cần phải có bản tính của Đức Chúa Trời để chúng ta đối xử với nhau trong gia đình. Chúng ta đối xử với nhau trong hôn nhân, chúng ta đối xử với nhau cha mẹ, con cái với cha mẹ, với tất cả các con của mình. Đừng bỏ qua chuyện này. Đây là phẩm chất, đây là điều mà người ta luôn luôn tôn trọng, nó còn đến đời đời. Amen. Quyền năng tiếng lạ mọi thứ nó sẽ qua đi. Amen. Nhưng mà tình yêu thương thì còn đến đời đời. Amen.
Amen. Chúng ta phải nhớ, chúng ta phải quyết định giữ phần vào bản thân của Chúa. Amen. Mà muốn giữ phần vào bản thân của Chúa thì chúng ta phải tìm kiếm Chúa. Mà càng gần Chúa chừng nào, người ta nói gần lòng thì đen phải không? Amen. Càng đen thì sẽ càng gần Chúa chừng nào chiếu sáng chừng đó. Và Chúa sẽ bày tỏ cái bản thân của Ngài cho chúng ta. Amen. Đó là hai điều. Điều thứ nhất là bởi quyền năng của Chúa. Và điều thứ hai là bởi những lời hứa của Chúa. Và cho chúng ta đó là những tình yêu của Cha đối với con của Ngài. Và điều thứ ba đó là vì chính lý do này, hãy hết sức thêm cho đức tin anh chị em nhân từ, thêm cho nhân từ hiểu biết, thêm cho hiểu biết tiết chế, thêm cho tiết chế kiên trì, thêm cho kiên trì tín kính, thêm cho tín kính tình vấn đề, thêm cho tình vấn đề tình yêu thương. Điều thứ ba đó là phần chúng ta hay là amen, amen, hay là phương cách Chúa bắt cho chúng ta để chúng ta làm. Ok không? Amen. Vì chính lý do này, cái lý do là ở trên nó bởi thần năng của Chúa, bởi quyền năng của Chúa tác động chúng ta để chúng ta trở thành một người bước vào trong sự kêu gọi của Chúa và sống tin cực. Amen. Bởi quyền năng của Ngài mà chúng ta trở thành những người giữ phần và bản tính của Đức Chúa Trời, và chúng ta ra khỏi sự hư hoại của thế giới này. Đó là bởi vì những lý do đó mà chúng ta phải thét lên. Amen. Amen. Đây là việc chúng ta cần phải làm. Amen. Amen. Anh chị em muốn có bản thân của Đức Chúa Trời không? Amen. Bây giờ chúng ta phải thêm. Amen. Hãy sức thêm cho đức tin anh chị em nhân từ. Hãy hết sức, cố gắng hết sức thêm cho đức tin anh chị em nhân từ. Anh chị em đã có đức tin rồi. Amen. Anh chị em đã tin Đức Chúa Trời rồi. Anh chị em đã tin Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình rồi. Anh chị em được cứu rỗi rồi. Nhưng mà phải hết sức mình thêm cho đức tin sự nhân từ. Amen. Nhân từ là bản tính của Đức Chúa Trời. Amen. Nhân từ là trái của Đức Thánh Linh. Amen. 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 Nên chúng ta thêm vào cái sự nhân từ. Thêm. Chúng ta phải là người tốt. Có đức tin. Chúng ta nhớ cô đang coi nhất 13 không? Yes. Có đức tin giờ nói được. Nhưng mà không có tình yêu thương thì sao? Cũng như không. Như đồng kêu lên như chặt chỏ con tiếng thôi. Nó không có ích lợi gì hết. Nên con tôi nhất ngữ 13 nói lên tình yêu là vô cùng quan trọng. Phẩm chất là vô cùng quan trọng. Ân tứ cũng rất quan trọng. Nhưng mà chỉ có ân tứ mà thôi. Mà không có tình yêu thương thì chẳng ra gì. Amen. À, như vậy thì hội thánh của Chúa chúng ta mở ban vương quốc của Đức Chúa Trời bởi quyền năng, bởi ân tứ, bởi đức tin của chúng ta. Chúng ta đem nhiều người trở lại với Chúa và có lời thánh của Chúa, nhưng mà chúng ta không có nhân từ gì cả. Chúng ta rất là hung hăng, chúng ta rất là xác thịt, chúng ta nói năng thì không có dịu hiền mềm mại. Nhưng trái của Đức Thánh Linh là mềm mại nhu mì, mà chúng ta cứ mạnh mẽ quá làm cho nhiều người phải ngại đổ. Này và hết sức nha, hết sức phải làm. Anh chị em phải làm. Nói với người bên cạnh là bạn phải làm nha. Phải hết sức mà làm nha. Chứ không phải lơ mơ được đâu. Amen. Chúa bảo chúng ta hết sức mà làm thì chúng ta phải hết sức mà làm. Amen. Thêm lên cho đức tin của mình. Amen. Thêm lên đức tin của mình sự tốt. Amen. Có đức tin và có sự tốt lành nữa thì thôi. Amen. Tôi nói rồi. Đi ra mà đầy giải quyền năng chữa lành giải cứu người ta mà. Hoặc người ta khen là ông đó tốt, cô đó tốt. Thì hoàn hảo. Hãy toàn hảo như cha các ngươi là toàn hảo. Amen. Tình yêu thương là làm trọ luật pháp. Amen. Nếu chúng ta không có tình yêu thương, chúng ta không có làm trọ luật pháp được. Chúng ta cần phải có sự nhân từ. Là trái của Đức Thánh Linh. Amen. Có chưa? Amen. Nhiều lúc chúng ta cũng nổi nóng với người khác, nhưng mà chính Chúa cho cái trái nhân từ nó lên để mình nhân từ đối với người đó, để cho người đó có cơ hội. Amen. Họ có thể ăn năn và họ biết lỗi của họ, đúng không? Amen. Chứ còn mà nếu chúng ta không nhân từ, chúng ta phán xét nha. Cái nóng tính của chúng ta phải phán xét nha. Chúng ta la lối nha. Con cái của chúng ta cũng vậy. Nếu mà người cha không nhân từ thì sao? Nếu Đức Chúa Trời chúng ta không nhân từ thì sao? Ngài phán xét. Kẹt kẹt luôn.
không? Môsê vẫn kêu quỳ gối kêu. Nếu mà Ngài xóa cái dân này đi thì Ngài xóa luôn tên của con trong sổ sự sống của Ngài luôn. Không mà con kêu vang, mà Chúa rất là nhân từ, và qua đó thì Chúa là tha cho dân Israel. Ngài đó là cái sự tốt lành. Vì chứng minh nhân do này, hãy hết sức thêm cho đức tin, anh chị em nhân từ, thêm cho nhân từ hiểu biết. Cũng nghe, có nghĩa là cũng hết sức thêm cho nhân từ sự hiểu biết. Amen. Nếu mà nhân từ mà không hiểu biết thì sao? Trở thành nhu nhược, đúng không? Mà nhu nhược thì nhân ta bị diệt vì thiếu hiểu biết, mà lãnh đạo cũng bị diệt vì thiếu hiểu biết. Nên dù là nhân từ nhưng mà phải hiểu biết. Đó, nhân từ là không phán xét ngay bây giờ là cốt lõi, nhưng mà phải gì vậy, phải có những cái cốt cách để làm cho người đó trở thành người tốt. Amen. Chứ không phải là xong rồi bỏ qua, là nhân từ là được rồi, bỏ qua cho người đó thì họ không thay đổi gì hết, họ cũng tiếp tục làm. Và như vậy thì thiếu hiểu biết. Chúng ta nhớ là dân ta bị diệt vì thiếu hiểu biết, nên anh chị cần phải hiểu biết. Và cần hiểu biết có nghĩa là chúng ta cần có lời của Đức Chúa Trời. Máy học có lời Đức Chúa Trời để chúng ta hiểu biết, chúng ta phụng mệnh. Chứ không thể nào mà không học hỏi. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn học. Amen. Amen. Bây giờ là tiến sĩ làm học rồi. Nhưng mà vẫn tiếp tục học. Nhiều lúc anh chị em chỉ nói một lời và Chúa thắc thức nhắc. Tôi lời đó tôi vẫn thoải. Nhớ cái lời đó. Chú dùng lời đó của một người rất bình thường thôi, nhắc mình phải sửa, chứ không phải là không học. Amen. Amen. Người lãnh đạo là người phải dễ dạy. Anh chị em muốn trở nên lãnh đạo là một người dễ dạy, có nghĩa là ai dạy, ai nhắc thì chúng ta cảm ơn và suy gẫm. Amen. Amen. Phải hiểu biết, chứ không thể giữ cái tôi của mình đó mà gạt bỏ đi tất cả những cái lời mà người ta đã giúp đỡ. Amen. Người của mình đến tôi ấy là ơn, đúng không? Amen. Nên đừng có giận ai hết á. Có thì mình xử, mà không có thì cảm ơn Chúa, nó vui thì được phước. Amen. Không có sao hết. Nên là cái người của Đức Chúa Trời nó sung sướng là vậy đó. Nó tự do hoàn toàn là vậy đó. Amen. Amen. Chứ mà không mình bị trói buộc vào những cái việc rất là nho nhỏ, của việc của sắc thì việc của lời người này nói người kia nói, mà chúng ta trở nên về nhà không ngủ được, trở nên xúc ký. Nên tự do cho con mẹ, chết đi cho con mẹ. Amen. Amen. Thêm cho hiểu biết, tiết chế. Hiểu biết rồi nhưng mà phải tiết chế, tức là phải điều độ đó nha. Tiết độ. Amen. Amen. Tôi nói là tiết độ là cái thắng của cuộc đời. Amen. Nếu một cái xe mà không có phanh rồi, tôi nói rồi coi như là ai đi xe đó là gọi là khai tử trước đi. Amen. Amen. Nên đời sống chúng ta phải tiết độ. Chúng ta phải có tiết độ là cái thắng của cuộc đời mình. Amen. Vì lúc nói nhiều quá phanh lại. Amen. Amen. Nhiều lúc nóng nảy quá phanh lại. Amen. Amen. Nhiều lúc mà chúng ta có điều gì đó mà nó không có đúng, phanh lại, sửa. Amen. Amen. Được không? Được mà. Chúa đã cố gắng hết sức sửa lại. Amen. Amen. Thêm lên. Chúng ta sửa là có nghĩa là chúng ta thêm lên. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Thêm cho hiểu biết tiết chế, thêm cho tiết chế kiên trì. Amen. Chúng ta tiết chế, chúng ta sống một đời sống gọi là quân bình, điều độ. Tiết độ đó là một điều vô cùng tốt lành. Và phải kiên trì. Phải kiên trì. Amen. Amen. Có nghĩa là nhịn nhục. Kiên trì, nhịn nhục, chờ đợi. Chúa nói rằng là ai bền lòng cho đến cuối cùng thì mới được cứu. Là phải bền lòng, gọi là kiên trì. Giống như người phụ nữ trong Luca 18 nói về cái người quan đó không đến thời Đức Chúa Trời, không vì nể của Ngài, nhưng mà bà cứ tới hoài, bà cứ kiện hoài, bà tới gặp hoài, thì cái người này, người quan này thôi phải giải quyết cho nó cho rồi, chứ không nó quay rời bà qua, phải xử công bình cho nó. Nó mới chịu. Nếu mà xử không công bình thì sao? Nó tới được, nó có tới hoài không? Thì như vậy là phải xử công bình cho nó cho rồi. Nên Chúa nói rằng là Chúa sẽ đến và xử công minh cho những người Ngài đến kêu xin Ngài. Amen. Và Ngài cũng nói rằng là khi ta đến, ta còn thấy đức tin giống như người phụ nữ đó.
bên mặt đất trời. Amen. 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 Đừng có kiên trì. Amen. Amen. Bởi vì chúng ta có một đức, đó là sự cứu rỗi của Chúa Giêsu. Nếu chúng ta không kiên trì, chúng ta bỏ dở, chúng ta đi một thời gian và chúng ta bị mất đức đi, thì chúng ta sẽ mất đi cái sự cứu rỗi, và mất đi cái sự cứu rỗi là hưởng hồ lực đau đớn vô cùng. Chúng ta không thể như vậy được. Nên vì lý do là sự cứu rỗi, cái ngày chúng ta qua đời, chúng ta giữ đến cái ngày chúng ta về với Chúa, chứ không phải là ngày hôm nay rất là mạnh mẽ, nhưng mà ngày sau thì sao? Không còn mạnh mẽ nữa. Ngày khởi đầu là thánh linh mà kết thúc là xác thịt. Không thể như vậy được. Amen. Nên chúng ta phải kiên trì. Amen. Phải kiên nhẫn, kiên trì. Ở các anh chị em có điều gì đó có thể đến với quý vị, có bối cảnh nào đó có thể đến và làm cho chúng ta bị sao động, làm cho chúng ta bị cực nhọc, khổ sở hay là tổn thương đủ mọi điều, nhưng mà chúng ta phải kiên trì. Amen. Hãy giữ đức tin chúng ta cho đến cuối cùng. Amen. Không ai mà không có nan đề. Amen. Mà có nan đề là chúng ta trưởng thành hơn. Amen. Có nan đề chúng ta sẽ thấy thất bại xảy ra. Bởi vì nan đề chúng ta sẽ nhờ cậy thánh linh mà giải quyết. Amen. Thì thất bại đã xảy ra mới trưởng thành được, chứ không còn thông suốt mà chúng ta không thể thấy được cái sự trưởng thành của đời sống của mình. Thêm cho nhân từ sự hiểu biết, thêm cho hiểu biết tiết chế, thêm cho tiết chế kiên trì, thêm cho kiên trì tiên cưng. À, Chúa ơi, đó lại là Chúa ban năng quyền cho chúng ta để chúng ta sống và sống tiên cưng. Nên chúng ta phải, dù chúng ta có đủ những cái phẩm chất nói trên, nhưng mà điều đó cũng đem chúng ta đến cái sự tiên cưng được Chúa trời của chúng ta. Amen. Amen. Vẫn tiếp tục tin Chúa, vẫn tiếp tục tôn kính Chúa, vẫn tiếp tục kính sợ Chúa, vâng lời Chúa trong mọi sự. Amen. Amen. Thêm cho tin kính tình huynh đệ, thêm cho tình huynh đệ tình yêu thương. Amen. Nó lên tình huynh đệ, nó lên anh em với nhau trong một thằng, anh em với nhau cùng một gia đình rồi. Amen. Chúng ta đã thêm lên tình huynh đệ, có nghĩa là như thế nào? Ví dụ anh Tiệp muốn thêm tình huynh đệ với tôi là có làm sao? Thêm lên tình huynh đệ mỗi Chủ nhật gặp gỡ nhau một lần, có phải vậy không? Nhưng mà thêm lên tình huynh đệ có nghĩa là làm thế nào để quan tâm mình với người đó trở nên anh em thân thiết, qua sự quan tâm, qua sự hỏi han sức khỏe, rồi có thể gặp nhau buổi sáng muốn cà phê chẳng hạn gì. Phải mà như vậy mới thêm lên tình huynh đệ chứ. Còn mỗi người cứ làm suốt tới Chủ nhật cứ gặp nhau, cứ bắt tay nhau một cái cũng tốt đúng không? Nhưng mà không thêm lên tình huynh đệ. Amen. Và chúng ta cũng có thể thêm lên tình huynh đệ với những người mà chúng ta ghét nữa. Chúng ta không có yêu nữa, chúng ta vẫn thêm lên. Amen. Bởi vì chúng ta phải giao tiếp với anh em của mình, chúng ta xóa bỏ những cái ngăn trở. Nhiều lúc anh em mà sai trật, anh em lại trở nên có những điều tiêu cực, anh muốn xa lánh mình, không muốn gặp mình, thì mình phải đến gặp gỡ, bắt tay rồi chào hỏi mà gần gũi để thêm lên tình huynh đệ. Amen. Amen. Thêm lên, nó lên tình huynh đệ, nó lên anh em với nhau trong hội thánh của Chúa, chúng ta phải thêm lên. Amen. 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 Nên anh chị em đừng có đứng một mình. Amen. Lâu nay chúng ta cứ một mình rồi, nhưng mà chúng ta cần phải có bạn. Amen. Amen. Cần phải có những người bạn, cần có những người anh em trong hội thánh của Chúa, chúng ta phải cần có chứ không thể thiếu được. Amen. Amen. Nhưng mà chúng ta phải thêm lên tình huynh đệ, rồi chúng ta phải thêm lên tình yêu thương. Bởi vì tình yêu thương là dây liên lạc của sự trọn lành. Chúng ta có mọi thứ bên trên, chúng ta có tình huynh đệ, nhưng mà không có tình yêu thương rồi nó sẽ phai nhạt. Amen. Rồi nó sẽ phai nhạt. Nhưng mà chúng ta có tình huynh đệ, rồi chúng ta thêm lên tình yêu thương nữa, thì nó giữ chúng ta mãi mãi và có thể gia tăng thêm lên, chứ không có hạ xuống. Ở trên Chúa nói rằng là vì chính lý do này hãy hết sức thêm cho đức tin, sự nhân từ, thêm hết sức thêm chứ không phải hạ xuống nha. Amen. Thế chúng ta nhớ rằng là làm thế nào đó chúng ta từng vấn đề phải thêm lên. Amen. Đây hội thánh của chúng ta là ở trong cái vùng quê, nó khác với thành phố, phải không? Chúng ta thân mật với nhau trong cái buổi nhóm, chúng ta ra khỏi buổi nhóm rồi thì chúng ta bắt tay với nhau chào hỏi, trò chuyện với nhau, chúng ta có thể uống nước, uống trà, uống cà phê gì đó, thêm lên, tình huynh đệ. Amen. Và người này quan tâm đến người khác,
Và Chúa muốn chúng ta là hãy quan tâm đến người khác. Amen. Hãy quan tâm đến người khác. Nhiều lúc người đó bệnh, nhiều lúc người đó thiếu thốn, nhiều lúc người đó như thế nào đây rồi chúng ta cần phải biết. Đó là tình vấn đề. Amen. Và trong tình yêu thương, trong tình yêu thương, và để chúng ta giữ được tình vấn đề đó, nên màu thánh của Chúa đừng có thay nhạt. Đây tôi phải nhớ lại những sinh viên của mình đến với hội thánh ở Sài Gòn thì họ thấy khác. Đó ở Sài Gòn thì nhớ xong mọi người đi ra về to việc của mình, và nó tình cảm hình như nó thì nó không có ẩm đà như là những người trong hội thánh địa phương của nhà quê. Bởi vì nhà quê là gần gũi với nhau, rồi gần gũi với nhau trong hội thánh. Nhưng mà lời Chúa thì Ngài dạy cả hội thánh nhà quê, hội thánh thành phố, tất cả chúng ta phải thêm lên tình vấn đề và chúng ta phải thêm lên tình yêu thương. Amen. Đó. Nên các bạn là sinh viên, chúng ta cũng cần phải thêm lên tình vấn đề, thêm lên tình yêu thương với bạn bè của mình tại nơi mình nhóm lại thờ phượng Chúa, và chúng ta cũng không quên tình vấn đề như chúng ta với hội thánh địa phương là hội thánh mẹ của chúng ta. Amen. À, chúng ta nhớ điều này. Cảm ơn Chúa. Và điều cuối cùng đó là bởi đó anh chị em hãy làm hết sức để khiến sự kêu gọi và chọn lựa của anh chị em được chắc chắn, vì nếu anh chị em làm như thế, anh chị em sẽ chẳng bao giờ bị vấp ngã. Nhờ thế con đường vào nước đời đời của Chúa Giêsu Chúa chúng ta sẽ được rộng mở đón tiếp anh chị em. Amen. Ở đây nói rằng là chúng ta đã được kêu gọi rồi, chúng ta đã được chọn lựa rồi, chúng ta dự vào bản tính của Đức Chúa Trời rồi, mà chúng ta có công việc làm trong hội thánh của Chúa. Chúng ta có những công việc, chúng ta không phải là một người vô hiệu quả, nhưng mà người có hiệu quả đó là chúng ta có những chức vụ làm việc trong hội thánh của Chúa. Và Chúa nói rằng chúng ta phải làm hết sức mình để biết được cái chắc chắn cái sự kêu gọi và chọn lựa của chúng ta. Amen. Bởi vì khi chúng ta làm hết sức mình thì Chúa cũng đồng công với chúng ta, cùng làm việc với chúng ta, thế là xảy ra trong công việc làm của chúng ta. Amen. Ngài ban phước cho chúng ta, có phải vậy không? Amen. Mà khi đó thì chúng ta biết chắc chắn là Chúa đã chọn lựa kêu gọi chúng ta và chúng ta cũng không ngã. Amen. Đây nhiều người nghi ngờ đó, là không biết là tôi có được chọn không, không biết là tôi có được gọi không. Tôi nói với bạn chị chúng ta là chúng ta là người đã được chọn rồi. Amen. Amen. Là một người đã được kêu gọi rồi. Chúng ta có thể làm việc này, làm việc kia. Chúng ta nhưng khi Đức Thánh Linh giáng đến các con thì các con nhận lấy quyền thế và làm chứng về ta. Amen. Đã được kêu gọi rồi. Làm chứng nhận cho Chúa. Chúng ta cần phải trang bị. Đúng không? Chúng ta cần phải trang bị lời của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể đi ra. Chúng ta có lời của Đức Chúa Trời, chúng ta phải nói gì? Bởi vì đó chúng ta tập tâm nói chuyện với Đức Thánh Linh để chúng ta nói gì? Như vậy thì hãy hết sức làm việc để khiến sự kêu gọi và chọn lựa chúng ta được chắc chắn. Amen. Bây giờ tôi nói với hội thánh của Chúa là sự chọn lựa kêu gọi của chúng ta đã chắc chắn chưa? Nên như vậy có nghĩa là anh chị em hết sức mà làm. Như làm cho Chúa phải làm cho người ta. Amen. Làm cái gì trong hội thánh là làm cho Chúa phải làm cho người ta. Phải không ạ? Mà làm cho Chúa thì Chúa trả công, làm cho Chúa thì Chúa ban thưởng. Amen. Phải là như thế. Và Chúa nói là vì nếu anh chị em làm như thế thì anh chị em sẽ không bao giờ bị vấp ngã. Amen. Bởi vì mình đứng trên chân của mình đứng trong cái địa vị mà Chúa đặt để, đứng trong cái ơn mà Chúa kêu gọi để mà phục vụ. Phải không ạ? Nên mỗi người Chú chọn, chú biết người này có một talent thì có khả năng một talent, chú chọn người đó làm một talent thôi. Người có hai talent thì chú chọn để làm hai talent lợi cho Chúa, người năm talent. Như vậy là không đồng đều đúng không? Cái khả năng thì không có đồng đều, nhưng mà cái phần thưởng của Chúa là đồng đều. Khi chúng ta trung tín, chúng ta làm, thì Chúa nói là hỡi đầy tớ nghe lời mà trung tín hãy đến nhận lãnh sự vui mừng của chúng người, hưởng sự vui mừng của chúng người. Amen. Chúng ta phải nhớ điều kiện này. Nên là đừng có nghĩ rằng là mình tệ quá, mình làm việc nhỏ quá, mình chắc ít phần thưởng hơn người kia, không. Đức Chúa Trời chúng ta là đấng công bằng. Amen. Ngài có sự công minh cho chúng ta, Ngài có ban phần thưởng chúng ta là phần thưởng của sự trung tín, chứ không phải là biết được nhiều nhá. Chúng ta nhớ điều này, chúng ta trung tín và Chúa sẽ gia ơn trung tín, Chúa sẽ gia ơn thêm lên và thêm lên để rồi chúng ta có những phần thưởng lớn lao hơn nữa. Và Chúa nói rằng là nhờ thế con đường vào nước đời đời của Chúa Thánh Giêsu Chúa chúng ta được rộng mở biết đón anh chị em. Amen. Cái điểm cuối cùng là nước của Đức Chúa Trời thiên đàng rộng mở để đón tiếp anh chị em. Amen. Khi chúng ta hết sức và làm hết tất mà thêm lên để chúng ta có bản tánh của Đức Chúa Trời giống Đức Chúa Trời của chúng ta, thì đó là điều mà Thánh Linh đến
để giúp đỡ hậu thánh của Ngài, để hậu thánh của Chúa trở thành một cô dâu thánh khiết, không vết, không nhăn, không chi, giống như vậy, và thánh sạch không chỗ trách được. Amen. Để chúng ta sẽ được bước vào cánh cửa mà Chúa Giêsu đến, Ngài mở cánh cửa để chúng ta có thể bước vào và chúng ta cùng dự tiệc cưới của Chúa. Esai chú nói là Ezekiel chú nói là cái sự công bình của chúng ta không thể nào giúp chúng ta trong những lúc chúng ta phạm tội. Hãy nhớ điều này. Nên chúng ta phải trung tín cho đến cuối cùng. Hãy kiên trì cho đến cuối cùng, giữ đức tin chúng ta cho đến cuối cùng, cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Đây là vấn đề. Tất cả từ khi chúng ta tin nhận Chúa, khi chúng ta làm việc cho Chúa, cho đến khi chúng ta được cất lên, qua đời hay là ngày Chúa Giêsu trở lại, được ghi chép cách đầy đủ. Và điều vô cùng quan trọng là hãy kiên nhẫn, hãy trung tín cho đến cuối cùng. Amen. Để chúng ta bỏ lỡ đức quảng thì chúng ta phải phục hồi trở lại. Phục hồi trở lại có nghĩa là làm đầu trở lại. Amen. Thì nó phí thời gian của chúng ta. Nhưng mà chúng ta trung tín cho đến cuối cùng. Amen. Thì những gì mà Chúa đã ghi chép đó là ở nơi đi giống của tôi thì phải vững vàng, chớ rung động, hãy hầu vì Chúa cách dư dật luôn. Vì không khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi tóm lại ở đây, thứ nhất là bởi quyền năng của Thánh Linh đem đến cái sự kêu gọi, đem đến cái đời sống sống và tin kính. Amen. Điều thứ hai là chúng ta biết được rằng là tại vì lời hứa của Đức Chúa Trời, lời hứa lớn lao của Đức Chúa Trời làm cho chúng ta trở thành những người ra khỏi cái sự hư hỏi của thế gian và bước vào giữ phần vào bản tính của Đức Chúa Trời. Amen. Và điều thứ ba là chúng ta phương cách để chúng ta giữ phần vào cái bản tính của Chúa đó là thêm lên những gì trong những câu kinh thánh này nói. Chúng ta thêm lên đó là bản tính của Đức Thánh Linh hay là trái của Đức Thánh Linh. Chúng ta phải thêm lên. Amen. Amen. Và khi thêm lên thì chúng ta không phải là người vô hiệu năng, nhưng mà là một người kết quả cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen. Và điều thứ tư là chúng ta đứng vững vàng và bước vào trong gọi là nước đời đời mà Đức Chúa Giêsu Christ đã dành cho chúng ta. Đó là phước lành. Thứ tư đó là phước lành. Amen. Là trở thành những người đứng vững vàng, trở thành những người bước vào nước đời đời của Đức Chúa Trời, trong mở cho chúng ta. Amen. Bây giờ chúng ta đứng đây, chúng ta cùng nhau chúc Chúa. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.